đã đoạn, các chúng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc chi chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã âm tập nơi đây, hãy chi thể đứng Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phóng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư tiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh vung. Yani ta pu ta ni sama gata ni pum ma ni wa ya ni wa am ta le ke sa be wa pu ta sumana pa wan tu a pu bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi pu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne rakata pa ma ta yang chi vi tang vi ta wa hu rang wa sang ge su wa yang rata pa ni tang na no ta ti ta ha ka te nai dang vi bu se rata nang pa ni tang kha ye te na sa che na su wa ti ho tu kha yang vi ra gang nam tang pa ni tang ya da cha ga sa Yamune samahito na te thamme na samati kinchi dang vi thamme ratanang vani tang e te na sakye na suvak ti ho tu yang bua ta se tho bari wan na yi su chin samati ma nam tarika nyama hu samati na te na samo na we chati dang vi thamme ratanang vani tang e te na sakye na suvati ho tu ye bung ga la ta sa tang pa sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nai ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pa la ni dang bi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni ta hê tê na sa ye na su ti ho tu ya tinh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi ba tê phi a sam ba cam bi yô ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yô a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa kê na su wa ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gầm phi ra ban nhê na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon tỳ phù sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma di yan tỳ đăng bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa tỳ ho ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn tỳ sa ca ya đê tỳ vi chi kê tăng cha tỳ la pha tăng wa bi ya đa
cha ti kinh chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa mu ca tung hi đam vi sang ke ra ta năng pa ni tăng hi te na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta hi đam vi sang ke ra ta năng ba ni tăng te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum ba ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se ta tam ma ning gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya i đam ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anu ta ro tham ma wa ran a de sa yi đam vi bu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta che ta ya ti ke pa quat min te ki na bi cha vi lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thông
đạo bân tử lạc chu quả tịnh tình. Do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với con này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn trần xuân đâm, dầu bốn hương cuộn phân cũng không thể lay động. Ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê, cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng vô ta ma kheo tiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Giờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư. Bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù thổ tâm phạm lỗi, bần thân lời hay cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồng. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Cũng nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc kỳ chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư tiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường phụng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư tiên nhân lội đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Phật Thầy. Kính thưa lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm 30 tháng 4 năm 2020. Tháng 4 năm nay được kết thúc không giống như bất cứ tháng 4 nào của những năm về trước. Tháng 4 này hơn 32 quốc gia và đặc biệt tại Hoa Kỳ đang bắt đầu nói chuyện về việc mở rộng và giảm thiểu phong tỏa xã hội,
để trở lại kích hoạt nền kinh tế. Nhưng câu chuyện không phải đơn giản. Nhiều chuyên gia nói rằng chúng ta phải bắt đầu để trở lại điều mà họ gọi là semi-normalcy, hay là bán bình thường. Một chuyên gia khác nói rằng chúng ta phải chấp nhận một thứ new normalcy, tức là một cái bình thường mới, cái bình thường không giống như những bình thường mà chúng ta biết trước đây. Một cái bình thường mới nó có nghĩa là ở trong đó vẫn chứa được nhiều sự bất thường. Và thưa quý vị, từ phạm vi cá nhân đến chính quyền, từ kinh tế cho đến phạm vi y tế, tất cả mọi người đều phải đối diện với rất là nhiều câu hỏi. Chúng ta làm sao để thích nghi? Một mặt để đưa cuộc sống trở lại với bình thường, và mặt khác thì làm sao để giảm thiểu sự lây lan. Bệnh dịch vẫn còn đó, người ta chưa có thuốc để chủng ngừa và cũng như chưa có thuốc để trị liệu. Vấn đề rất là quan trọng là làm thế nào để có thể có một bản hướng dẫn tương đối là hợp tình hợp lý ở trong hoàn cảnh hiện nay. Và hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một bài viết tiếp theo ở trong quyển sách của Ngài Chánh Cha, nói về cái nhìn của chúng ta đối với chánh pháp, được hiểu như là lời dạy của Đức Phật và lẽ thật ở trong đời sống. Khi chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo. Và sau Phật lễ Tam Bảo, chúng ta sẽ trở lại với nội dung của pháp thoại hôm nay. Xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô lượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Các đại lực chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sao tôi kính chân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử. Phật pháp khác với kinh điển của tất cả các tôn giáo khác là Phật pháp trước hết và trên hết là những sự thật về tự nhiên. Đối với tất cả vạn pháp, dù là hiện tượng nhân quả, nghiệp báo, hay là hiện tượng hạnh phúc, khổ đau, hoặc giả là ngay cả con đường tu chứng, hay niềm tin đối với Phật Pháp Văn, tất cả đều y cứ trên một cái đặc điểm giống nhau, đó là sự thật tự nhiên. Đối với chư vị thiền sư, thì điều cũng khó nhất để làm thế nào cho mọi người có thể nhận ra rằng thiên nhiên là một quyển sách mở rộng, là một bài học quan trọng. Và từ bài học đó, chúng ta học được rất là nhiều điều về khổ, đau, về hạnh phúc, và ngay cả con đường để tìm ra hạnh, vượt khỏi khổ đau. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay, một lần nữa, mùa đại dịch là mùa mà chúng ta phải đối diện với rất là nhiều những
hệ lụy. Những hệ lụy của cuộc sống thực ra không có đơn giản. Nhưng mà rồi qua lời dạy của Đức Phật và qua những gì mà chúng ta chiêm nghiệm ngay chính thân tâm của mình, thì ở đó chúng ta có thể đọc được những lời dạy rất là cao quý, điều mà Đạo Phật gọi Dhamma hay là Pháp. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe một đoạn tiếp theo được ghi trong quyển sách Chẳng Có Ai Cả của Ngài Ajahn Chah, cũng là một cái sưu tầm về Phật Pháp mà do các đệ tử của Ngài chuyển dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ và được chuyển sang Việt ngữ. Bây giờ thì chúng tôi nhờ một vị nào khoan hỷ đọc cho và xin mời cô Từ Bẩn đọc cho bài viết của Ngài Ajahn Chah. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại trong ngày. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Chào con Từ Mẫn. Xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Và sau đây con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ quý sư và quý chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Và cảm ơn quý sư Tơ đã cho biết tín hiệu. Và sau đây con xin đọc bài ạ. Xin biết đặt trên đặt trên con trọng như là dạ Nam Mô Bụt Tha Giá Đạo Tràng, còn nghe được cho con biết âm thanh Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ xa thủ xa thủ xin mong em. Quán chiếu trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Ajahn Chah, Ajahn Chah Tỳ Khưu Khánh Hỷ chuyển dịch. Giáo pháp 17. Giáo pháp là gì? Chẳng có gì không là giáo pháp. 18. Giáo pháp dạy cho ta những gì? Giáo pháp dạy cho ta cách sống. Giáo pháp dùng nhiều cách để dạy ta qua đá, qua cây và qua những gì đang nằm trước mắt ta. Thế nên hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, cách quán sát. Bạn sẽ thấy toàn thể giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu và đợi lúc nào nữa? 19. Trước hết phải dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp, hãy bắt tay vào việc thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và một khi thấy giáo pháp thì bạn với giáo pháp là một. Và bạn có niềm vui của chư Phật. 20. Hãy tìm giáo pháp trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình. 21. Chỉ có một điều thật sự kỳ diệu, đó là sự kỳ diệu của giáo pháp. Những sự kỳ diệu khác chẳng qua chỉ là thuật cáo bài khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương quan trong đời sống con người, trong sinh tử và giải thoát. 22. Hãy biến mọi việc làm của bạn thành giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì hãy nhìn vào bên trong mình. Nếu đã biết sai lầm mà vẫn cứ làm thì đó là phiền não. 3. Khó tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp, khó tìm thấy người nhớ và thực hành giáo pháp. Khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy giáo pháp. 24. Nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta. Chúng trốn chạy khỏi đau khổ và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta.
Khi có cái nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chẳng có gì khác nhau. Chúng là những kẻ đồng hành trong sinh già đau chết. 25. Sự thực hành giáo pháp sẽ hoàn tất ở nơi chẳng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng đã được bỏ xuống, chẳng lệ thuộc vào thời gian hay không gian, đó là nơi chấm dứt. 26. Giáo pháp không ở nơi xa tích mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ngay ở nơi, ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta đang làm trong hiện tại này. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển. Đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp, chứ không phải là tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế, thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp, đúng đắn? Người ta đã đi lạc quá xa rồi. 27. Hãy quan sát chính mình, đôi lúc an vui hạnh phúc, đôi lúc buồn, nản, khổ đau, đôi lúc thoải mái dễ chịu, đôi lúc uể oải, bần thần. Tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp này, bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình. 28. Khi lắng nghe giáo pháp, bạn phải mở rộng tâm hồn và an trú ngay giữa trung tâm. Đừng cố gắng tích tụ, lưu giữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn. Tự hiện bài. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng giây phút hiện tại. Những gì sẵn sàng để được lưu giữ sẽ được lưu giữ một cách tự nhiên, chẳng cần bạn nhúng tay vào. 29. Khi diễn bài giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình. Giáo pháp sẽ trôi chảy một cách tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh và phù hợp với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mỗi người có trình độ và khả năng tu nhận khác nhau. Khi bạn ở vào đúng tầm mức, thì giáo pháp sẽ tuôn tràn. Đức Phật hiểu rõ căn cơ của từng người. Ngài dùng phương pháp tự nhiên giảng dạy, không phải Ngài có năng lực siêu nhiên đặc biệt để giảng dạy, nhưng Ngài nhạy bén trước nhu cầu tâm linh của những người đến gặp Ngài, và Ngài đã dạy đạo đúng theo nhu cầu tâm linh của họ. Và Nam Mô Bố Tha Giá, và con thành kính tri ân quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng. Và con đã đọc xong, con kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa giác đẳng trở lại chương trình. Nam Mô Bố Tha Giá. Cảm ơn cô Từ Bằng. Thưa quý vị, Ngài Ajahn Chah đó, Ngài được biết đến là một người hướng dẫn tu học ở trong cái ngôn ngữ gần gũi nhất. Ngài ít có sử dụng những thuật ngữ chuyên môn, và dĩ nhiên là ở trong tiếng Thái thì ngôn ngữ Phật học và ngôn ngữ của thượng thức rất gần với nhau. Ví dụ như là tiếng Thái mà khi mà chúng ta nói chữ please, tức là xin vui lòng, thì họ đang dùng chữ karuna. Karuna là xin khởi tâm bi mẫn. Yeah, karuna là làm ơn. Làm ơn giống chữ làm ơn vậy đó. Dĩ nhiên là ngày khi mà những người đệ tử ngày dịch tiếng Thái sang tiếng Anh đó, thì họ dịch bằng cái ngôn ngữ mà chúng ta ít có dùng cái thuật ngữ chuyên môn lắm. Yeah. Và do vậy cái ngôn ngữ này rất là gần. Ở đây thưa quý vị, một số người này đề cập đến giáo pháp. Giáo pháp chúng ta hiểu đó là lời dạy của Đức Phật, mà chúng ta thường nghĩ rằng giáo pháp là những gì được chứa ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Ở đây thưa quý vị, Ngài trong câu 17, Ngài đặt câu hỏi là giáo pháp là gì? Chẳng có gì không là giáo pháp. Câu nói này hàm ý nghĩa rằng nếu chúng ta khéo và nếu chúng ta biết cách để đọc giáo pháp, thì chúng ta sẽ đọc trong một giọt sương rơi, chúng ta có thể đọc ở trong một đóa hoa tàn, chúng ta đọc ở trong niềm vui,
đọc trong nỗi khổ, đọc trong lúc đời sống rất là bình thường, ngay cả trong thời kỳ đại dịch. Ở hoàn cảnh nào, ở trạng huống nào, nếu mà chúng ta biết đọc về giáo pháp thì chúng ta đều đọc được hết. Cách đây khoảng 20 năm, chúng tôi có đi với Hòa Thượng Hộ Giác sang bên Âu Châu và đến Đức. Thì Ngài Hộ Giác, Ngài có một người, một gia đình Phật tử quen từ khi còn ở Nam Văn. Thì chúng tôi biết rằng có một người quen rất xưa của Ngài, thật ra hồi còn nhỏ đã bị xây di, là học trò của Ngài. Bây giờ ra đời thì rất là thành công, có thứ 6-7 cái nhà hàng. Thì vị này có thưa với Ngài rằng khi mình làm ăn thì mình đi đâu cũng thấy có cơ hội làm ăn hết. Một người có làm ăn đi đâu thấy cơ hội làm ăn. Thì Ngài có nói một câu, Ngài nói rằng thì giống như là mình học Phật Pháp, đi đâu thấy gì cũng thấy Phật Pháp hết. Đôi khi ta có một sự phân biệt không cần thiết giữa cái gọi là giáo pháp và cuộc sống. Ở trong Phật giáo Bắc truyền, ở trong chữ Hán thì họ có câu đó là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Và ở tại đây thì Ngài Hòa Thượng Ngài Chanh Cha thì Ngài không nói Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, mà Ngài nói rằng chẳng có gì không là giáo pháp. Ý nói rằng tất cả những hiện tượng thiên nhiên, những gì mà mình thấy, dù là xuân hạ thu đông, dù là chuyện vui chuyện buồn, dù là thuận hay nghịch, dù là may mắn hay xui xẻo, dù là đẹp hay xấu, thì đều dạy cho chúng ta những bài pháp. Và những bài pháp này thật sự rất là quý giá nếu chúng ta biết chiêm nghiệm. Thưa quý vị, một số các câu chuyện mà chúng ta đọc ở trong kinh Bổn Sanh, hay là vị nào mà nghe lại cái băng giảng của Thượng Tọa Trụ Siêu, trước kia có cái bài kinh về Tây Ngưu Độc Sinh, Tây Ngưu Mục Sinh, thì ở trong đó có ghi lại những câu chuyện của chư Phật Độc Giác. Dạ, chư Phật Độc Giác. Chư Phật Độc Giác thì các ngài đọc giáo pháp qua rất là nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ như có một vị vua đi săn ở trong rừng, và khi đến ven rừng thì thấy có một cây xoài rất là xum xê và nhiều trái rất là ngon. Thì nhà vua đi săn buổi sáng và nhà vua trở về, thì khi trở về thì thấy rằng cây xoài hồi sáng nó có nhiều trái rất là tươi đẹp, bây giờ thì nó sơ sát bởi vì có một đoàn thư môn đi qua ngang và họ thấy cây xoài nhiều trái như vậy đó, thì họ đã rủ nhau để họ hái. Còn cây xoài bây giờ không giống cây xoài hồi sáng nhà vua thấy nữa. Nhưng mà nhà vua là một vị mà có rất là nhiều căn tu, nên nhà vua chợt nhận ra rằng cây xoài đó, nó giống như danh lợi của cuộc sống. Chỗ nào có mật thì chỗ đó có ruồi, chỗ nào có danh lợi thì chỗ đó có sự tranh giành, đánh đấu. Và khi người ta đánh đấu với nhau để tranh danh đoạt lợi đó, thì cuộc sống có nhiều hệ lụy. Và nhà vua đã quyết định từ bỏ ngai vàng đi xuất gia. Và nhà vua đã trao lại vương quyền và đi vào trong rừng trở thành vị Phật Độc Giác. Một cây xoài sơ sát thôi, nó cũng là một đề tài pháp rất là quan trọng. Hay là một vị cũng là một vị vua khác, một hôm vào vườn nữ quyển mà có nhiều cung phi mỹ nữ cho hầu hạ, thì có một nàng ái phi đã dùng con dao nhỏ để gọt trái cây cho nhà vua ăn. Ở trong lúc gọt trái cây thứ gì thì với là mang ở trên tay những cái vòng xuyến, tức là những cái vòng bằng vàng ở trên tay, và bởi vì đang gọt trái cây thành ra những cái vòng xuyến nó khô với nhau, nó tạo thành những tiếng len keng. Thì thú vị, nhà vua thấy hình ảnh đó chợt nghĩ rằng những cái chiếc xuyến mà mang chung nhiều chiếc lại với nhau đó, thì khi người phụ nữ mà họ di động tay chân thì nó tạo ra những cái tiếng khua vang. Thì rõ ràng ở trong cuộc đời này có bao nhiêu người là thích danh thích lợi, và do thích danh thích lợi họ đụng chạm với nhau, đụng chạm từ trong trốn quan trường cho đến ra ngoài thị trường, thương trường, không phải thương trường mà ngay cả trong gia đình vẫn có những cái đụng chạm với nhau bởi vì tranh danh đoạt lợi. Và nhà vua nghĩ như vậy bỏ đi xuất gia. Thì thứ vị, nếu chúng ta đọc kỹ lại
giáo pháp của những gì được ghi trong kinh điển, thì mình thấy rằng đệ tử Đức Phật có nhiều vị giác ngộ bởi vì những rất là bình thường. Một vị thánh ni Kisakotami khi mà rửa chân, nhìn những giọt nước từ gót chân mình nó rơi xuống dòng dòng suối và nó tan nhòa vào trong dòng dòng suối, thì vị đó thành tựu đạo quả. Và một số các vị tỳ kheo nhìn thấy lửa rừng, và nhìn thấy lửa rừng thì tự quán chiếu rằng lửa đó giống như là một cái nội lực, một cái tuệ giác, nó có thể thiêu đốt các kiết sự. Và Đức Phật xuất hiện ngày dạy một câu là tỳ kheo tiến tới với cái tâm dũng mạnh thiêu đốt các cái kiết sự giống như lửa mà thiêu đốt khu rừng. Thì thưa quý vị, những điều này đó nó đánh động cái tâm thức giác ngộ của mình, bởi vì giáo pháp á, là nói về cái gì tự nhiên của đại tự nhiên, cái gì đó mà chúng ta gọi là bản thể của các pháp. Và do vậy khi mà ngài trên trang này đưa một câu hỏi giáo pháp là gì, thì câu trả lời này đó là cái gì cũng là giáo pháp. Dạ, cái gì cũng là pháp. Hồi chúng tôi còn ở với ngài Trịnh Sự hồi nhỏ đó, thưa quý vị, ngài có nói một câu mà lúc chúng tôi vào, chúng tôi tưởng đâu ngài chưa chữ. Ngài đã có hỏi là pháp là chi, thì câu trả lời là chi cũng là pháp. Dạ, chi cũng là pháp hết. Dạ, đó cũng là một cái câu rất là thú vị. Bây giờ chúng ta bước sang câu 18. Giáo pháp dạy cho ta những gì? Giáo pháp dạy cho ta cách sống. Giáo pháp dùng nhiều cách để dạy ta qua đá, qua cây và qua những gì đang nằm trước mắt. Thế nên hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, cách quan sát. Bạn sẽ thấy toàn thể giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu và để lúc nào nữa. Đây là một cái hình ảnh mà nếu chúng ta vào trong thiền viện, vào trong tu viện thì chúng ta thấy rất là thường. Có nhiều vị vào trong tu viện để mong một ngày nào đó mình sẽ đạt đến một cảnh giới nào đó, mình đi đâu đó, mình thấy được cái gì đó. Nhưng mà trên trang nhắc rằng cái gì mà mình thật sự muốn thấy, muốn liệu tri, đó là những gì đang xảy ra trước mắt mình. Từ cái nóng, cái lạnh, cái vui, cái thuận, cái nghịch, cái thở ra, thở vào, cái bình thường, cái đau nhức của thân tâm, những điều mình thích và không thích, tất cả đều là những gì mà giáo pháp dạy chúng ta hết. Cũng giống như hồi nhỏ mình đi học, thưa quý vị, khi mình đã vào trong nhà trường á, thì có những cái bài nói giảng của ông thầy rất là thú vị thì học cũng được, bài giảng không thú vị mình học cũng được. Và hồi nhỏ chúng ta ở gần sư trưởng, thì sư trưởng một cái người mà biết học á, khi thấy người ta có cái hay thì mình học rằng ồ, cái đó là cái hay. Nhưng mà khi người ta nói chuyện rất là dở thì mình cũng nên học, mình biết à, cái đó là cái dở. Mình biết cái hay mà không biết cái dở thì nó cũng là khiếm khuyết, mà mình biết cái dở mà không biết cái hay cũng là khiếm khuyết. Thì như vậy dù người ta nói chuyện hay hay dở thì mình đều học được. Vấn đề là quan trọng mình có chịu, mình có chịu học hay không thôi. Thì ở đây ngài nói rằng giáo pháp dạy, giáo pháp dùng nhiều cách để dạy chúng ta, là qua đá, qua cây, qua gió, qua nước, vân vân. Bởi vì ở trong kinh đó, có nhiều cái pháp gọi là nghĩa dụ pháp. Nghĩa dụ pháp là lấy pháp làm thí dụ, giống như hạnh tu như đất, hạnh tu như đá, hạnh tu như nước, hạnh tu như lửa, hạnh tu như con chim, hạnh tu như là như cọp đó. Nghĩa là hạnh tu như cọp thì nghe cũng lạ, nhưng mà thật ra thưa quý vị, thiên nhiên dạy chúng ta rất là nhiều thứ. Dạ. Nhưng mà điều quan trọng là cái tâm của chúng ta có thanh định hay không, có tĩnh lặng để học hay không. Mình nhớ một điều rằng khi tâm mình càng phiền não thì cái sự quán sát cũng như lãnh hội giáo pháp chúng ta càng ít. Mà nếu cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, được yên lặng thì chúng ta học được rất là nhiều điều. Học được rất là nhiều điều. Ngài Buddhadasa là một trong những cao tăng và rất là tài hoa của Phật giáo đương đại Thái Lan. Khi mà ngài đến Bangkok, ngài học á, thì học chưa ra trường thì ngài đã viết một vài quyển sách. Mà những quyển sách đó về sau thì
được trưng bày ở trong nguyên một căn phòng của một cái thư khố quốc gia gọi là Siam Society. Nhưng mà thưa quý vị, mặc dù là một cây viết rất là nổi tiếng và được nhiều người mến mộ, nhưng mà rồi Ngài trở về Suối Mộc ở miền Nam Thái Lan, ở tại đó đó Ngài sống cuộc đời sống chiêm nghiệm. Và trong sự chiêm nghiệm đó thì thưa quý vị, Ngài đã nói về cái kinh nghiệm của Ngài lần đầu tiên mà Ngài sống vào ban đêm. Ngài sống vào ban đêm. Ban đêm là thời gian mà nhiều người đi ngủ, nhưng mà Ngài lại không đi ngủ. Và Ngài tìm thấy sự yên tĩnh, cái sự yên lặng của ban đêm. Không có bận rộn Phật tử lui tới cúng dường, không bận rộn tụng kinh, không bận rộn nói chuyện chư tăng. Và lúc bây giờ thì thưa quý vị, Ngài đã cảm nhận được rằng chính cái sự tịch lặng nó làm cho tâm tư của chúng ta rất là dễ cảm nhận nhiều điều mà ban ngày chúng ta không cảm nhận được. Và vì vậy trong những ngày tháng mà mình sống cách ly, chúng ta thường nghĩ rằng những cái yên tĩnh nó rất là buồn chán. Nhưng mà thật ra nếu một người nào biết thì cuộc sống một mình, cuộc sống an tịnh, nó cho phép cái tâm của chúng ta rỗng rang. Cái chữ rỗng rang là cái chữ của người miền Trung, người Huế hay dùng cái chữ để cho sự thanh thản, hay là ít có bị chi phối, ít bị bận rộn. Thì trong cái ít chi phối bận rộn đó, mình có thể cảm nhận được nhiều điều hơn chúng bình thường. Và do vậy Ngài khuyên rằng thế nên hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, để học cách quan sát, để thấy toàn thể giáo pháp tự hiển bày tại đây và ngay bây giờ. Tức là thay vì mình đọc sự thật qua giấy trắng mực đen, qua những gì viết bằng ngôn từ, thì bây giờ mình hãy quan sát ở chung quanh, đặc biệt là quan sát với thân của mình. Hai cái chữ thôi, sanh và diệt. Sanh khởi và biến. Nếu chúng ta đọc hai cái trạng thái sanh và diệt trên thân và tâm của mình, thì thưa quý vị, đúng là thân tâm là một quyển sách mở rộng. Mà qua đó chúng ta học rất nhiều sự sanh diệt. Sanh diệt trong từng hơi thở, sanh diệt trong từng chập tư tưởng, sanh diệt trong từng cảm thọ, sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Và điều này nó trở thành một cái cảm nhận là ở đây, ngay bây giờ, trên chính thân và tâm của mình thì giáo pháp được hiển bày, sự thật được hiển bày, cái gọi là Dhamma lại thật được hiển bày. Và Ngài có nói câu cuối cùng là bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu và đợi lúc nào nữa. Đôi khi chúng ta tu hành, mình cảm thấy đứng như mình chờ đợi, là mình sẽ chờ đến một lúc nào đó và ở đâu đó mình sẽ đọc được giáo pháp chân thật, hay là tìm kiếm được sự thật. Nhưng mà một cái người mà hiểu Phật Pháp thì từ trên thân tâm của mình, từ trong sự thay đổi mà chúng ta gọi là sanh diệt, thì mình học được rất là nhiều điều. Ở trong câu 19 thưa quý vị, Ngài nói rằng trước hết dù phải dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp, bạn hãy bắt tay vào việc thực hành. Và khi thực hành, bạn sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và khi thấy giáo pháp thì bạn với giáo pháp là một, và bạn có niềm vui của chư Phật. Đây là một cái sự chuyển tiếp. Sự chuyển tiếp rất là đặc biệt, là từ cái sự quen thuộc, nhận thức, đưa đến việc thực hành. Và từ sự thực hành đó, thì dần dần chánh pháp sẽ hiển lộ. Và khi giáo pháp hiển lộ thì chúng ta và giáo pháp là một, và mình sẽ có được cái niềm vui của chư Phật. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, có lần lúc chúng tôi mới qua, và chúng tôi nghe hai người đã qua bên Mỹ trước 5 năm, họ qua năm 75, chúng tôi qua năm 80, họ nói chuyện với nhau. Mà khi họ nói chuyện với nhau thì chúng tôi thấy cũng rất là thú vị. Một người từ bên Pháp qua thăm người bạn, người đó mới nói với
người bạn ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu nói chung và bên Pháp nói riêng, thì hai người cũng thời đi làm, nhưng mà họ trả lương rất là khác nhau, vì họ trả lương theo bằng cấp. Ví dụ như là cũng công việc đó mà mình có bằng trú tài, họ trả lương khác. Mà cũng công việc đó mà nếu mà mình có bằng cử nhân hay bằng cao học thì họ trả tiền khác, họ trả tiền theo bằng cấp. Thì thưa quý vị, cái anh Việt Nam ở bên Mỹ á, thì anh ở bên Mỹ còn khác hơn một chút. Là ở bên Mỹ thì bằng cấp nó chỉ giá trị ban đầu thôi, nhưng mà về lâu về dài họ lấy cái kinh nghiệm, họ trả cho cái kinh nghiệm. Ví dụ như là mình đã từng điều hành một công ty, mình đã từng có những thành tựu gì đó, trả tiền cho cái kinh nghiệm của mình. Thì hai bên đều nhận ra rằng mỗi một cái hệ thống, mỗi một cái phương cách thì nó có một những cái ưu điểm khuyết điểm. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây chúng ta phải nói đến một sự việc đó là ban đầu với một người mà mới đến với giáo pháp thì kinh điển hay là những bài giảng đó thì thực sự rất là cần thiết. Nhưng mà nếu chúng ta muốn đi xa hơn trong giáo pháp đó, thì chúng ta phải làm sao để bắt tay vào sự thực hành và đọc giáo pháp đó ngay trên chính thân tâm của mình. Lúc mình vui, lúc mình buồn, lúc những lúc mình thành công, những lúc mình thất bại. Và làm thế nào dần dà đó mà mình thấy rằng thân và tâm của mình là một quyển kinh. Bởi vì hành giả tu tập thiền tứ niệm xứ, thưa quý vị, thì bốn cái gọi là thân, thọ, tâm, pháp, hay là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thực sự thì cả bốn đều nằm ở trên chính thân tâm của mình hết. Dĩ nhiên là có lúc chúng ta quán thân trên ngoại thân, quán thọ trên ngoại thọ, quán tâm trên ngoại tâm, quán pháp trên ngoại pháp. Nhưng mà rồi căn bản là dùng thân tâm của mình là một bài học. Thí dụ như chúng ta đã phá quán niệm xứ. Phá quán niệm xứ tức là chúng ta quán những đề tài như là năm triền cái, thất giác chi, rồi tứ diệu đế, sáu căn sáu cảnh vân vân. Thì những đề tài pháp này chúng ta thường quán sát qua kinh điển. Thí dụ khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, quán qua kinh điển thì sẽ quán sát ngay ở trên chính thân tâm của mình. Quán sát bằng cách nào? Như ngày Kim Triệu, ngày thường nhắc một cái câu nói của vị thiền sư người Miến Điện nhé, Ngũ Minh, đó là nếu mà mình để ý cho kỹ thì đời sống mình hàng ngày là một sự chạy trốn ở trong bốn quay nghi, đi đứng ngồi nằm. Khi mình đi mỏi thì mình đứng lại, mỏi thì mình ngồi, ngồi chán thì nằm, nằm rồi đi rồi đứng. Nhưng mà chúng ta luôn luôn tìm cách chạy trước đó. Ví dụ như trước khi mình ngồi lâu quá mình mỏi thì mình đứng dậy trước đi hay mình nằm đi. Và thật ra nếu mình để ý cho kỹ thì những cái tư thế hay là sự chuyển đổi tư thế nó có một cái nhu cầu sâu kín ở trong tâm của mình. Và để là mình chạy trốn đó. Chúng tôi nhớ có lần nghe ngài Kim Triệu nói như vậy đó. Anh gọi điện thoại, anh tâm sự với chúng tôi, anh nói rằng sau ngài nói cái chuyện tu mà sẽ giống chuyện yêu đương của ông quá. Thì chúng tôi mới hỏi anh về tại sao anh nói như vậy. Thì anh nói rằng con nói thiệt với sư là có đôi lúc con thương cô nào đó nhưng mà con rất sợ bị người ta bỏ. Thành ra con phải bỏ người ta trước để mình khỏi bị bỏ. Mà khi ngài nói rằng mình đang ngồi mình chán á, thay vì chờ lúc nó mỏi á, mình mới nằm. Bây giờ thôi mình đổi quay nghi, mình đứng, mình đi để cho cái mệt, cái mỏi nó chưa đến với mình. Cái câu đó ảnh nghe cũng rất là thú vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc trở lại ở trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì thưa quý vị, chúng ta cũng thường có cái kinh nghiệm là những nó phải được đọc ở trên chính cuộc sống hiện đại. Và lâu ngày đó thì mình thấy rằng dù cái vui, cái buồn, cái thuận, cái nghịch, cái hạnh phúc, thăng trầm, ví dụ như bây giờ đại dịch xảy ra, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bệnh,
chúng ta sợ bị phiền toái, chúng ta sợ bị thiếu thức ăn, chúng ta sợ thiếu giấy toilet, vân vân, tất cả nó đều là những bài học lớn. Và bài học lớn của Phật pháp chứ không phải là mình thấy cái chuyện đó rồi chuyện đó là chuyện đó không thôi. Nếu chúng ta quan sát thì nó là một bài học. Ở trong câu 20 thì thưa vị ngài đề cập rằng hãy tìm giáo pháp ngay trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình. Hồi sáng nay thì thưa vị ở trong một cái lớp học Phật pháp của rung Phật pháp Buddha Dhamma, một cái lớp vào buổi sáng bên Mỹ và buổi tối Việt Nam, chư tăng có học, có bàn qua cái bài kinh gọi là những gì nên hành trì và không nên hành trì. Ở trong bài kinh này thì cũng có đề cập đến một khía cạnh là những cái chuyện mà thân hành, khẩu hành, ý hành, hay là cái nơi mà mình ở, cái nhu yếu mà mình xài, cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi ngửi, cái gì lưỡi nếm, vân vân. Thì ở trong giai đoạn đầu chúng ta khó phân biệt được. Chúng ta khó phân biệt cái gì tốt, cái gì xấu. Thí dụ như là mình mua một căn nhà rất ở nơi rất là an tịnh, rất là đẹp đẽ để mà mình có được sự yên tĩnh. Nhưng mà nếu chỗ đó mà mình ở càng lâu mình càng dính mắt, tôi thích căn nhà này quá, thì mình nên hiểu rằng mình ở căn nhà lâu thì mình dính mắt. Mình dính mắt. Và mình nên tìm cách thay đổi. Nên tìm cách thay đổi. Còn có những người mà thứ gì ở cái chỗ đó lâu mà họ không dính mắt, thì cho dù cảnh đẹp đó đâu cũng không thành vấn đề. Khi mà thứ gì chúng tôi sang bên chùa Ngãi Chân Cha ở Quách Động Pháp Vân, thì có một câu chuyện mà chúng tôi nhớ hoài, đó là ở lúc đó chúng tôi qua ở trong chùa có một trăm mấy chục cái thất, tức là một trăm mấy chục cái gọi là cái cốc, cái liêu, ở bên đó gọi là cái cu ti là cái nơi mà chúng ta ở, rồi tịnh thất nhỏ nhỏ. Thì những cái tịnh thất này cất không có đồng bộ, có những cái cất đẹp, có những cái cất không đẹp, có những cái cất tương đối rất tốt, có những cái cất không tốt, có những cái tịnh thất ở những cái địa điểm rất là gần với pháp xá mà rất là lý tưởng, có những cái rất là xa vì lý do là cất trong nhiều cái thời gian khác nhau. Và đồng thời những cái tịnh thất này quý vị được cất là do các vị thí chủ, không có vị thí chủ nào cúng số tiền giống nhau, mà có vị cúng ít cúng nhiều họ dựa trên cái đó họ sẽ cất thôi. Ngài Chân Cha ngài có một cái cách ở trong chùa, đó là cứ mỗi 3 tháng thì chư tăng phải bốc thăm. Bốc thăm và thay đổi chỗ, và không ở chỗ nhất định hết. Thí dụ như là mình mới vào, người ta giao cho một cái tịnh thất, có nhiều khi cái người mới vào lại được cái chỗ rất là tốt, nếu chỗ có sẵn sàng. Nhưng một cái chỗ tốt không có nghĩa là mình ở đó hoài. Sau 3 tháng hay là đúng thời kỳ thì trong ngày lễ Bồ Tát thì mọi người bốc thăm. Và đôi khi mình từ cái chỗ mà rất là ưng ý đổi sang cái chỗ thực sự mình rất là chán. Và đôi khi mình từ chỗ chán mình ưng ý chuyện nó bình thường. Thì ban đầu chúng tôi qua chúng tôi thấy chuyện nó hơi bận rộn, và cũng có đi khất thực, thỉnh thoảng nghe chư tăng nói rằng phải chi mà ở đâu ở yên đó thì mình dễ tu hơn là thay đổi hoài. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy là điểm đó nó rất có lợi, là mình không có dính mắc với cái chỗ ở và mình không có đặt quá nặng. Tại vì thật ra chỗ đẹp cách mấy chừng 3 tháng thôi, mà chỗ xấu cách mấy 3 tháng thôi, thì cái tâm của mình nó bình thường, cái tâm mình nó quân bình lại. Thì trong cái câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy ở bài kinh nên hành trì không nên hành trì được, ngài dạy mình nên biết lắng nghe lấy chính mình. Ví dụ quý vị lái chiếc xe mà nó bị chê, nó gọi là không có alight, mình phải đi làm alignment. Là có những chiếc xe mà lái lâu ngày, quý vị, nó có khuynh hướng nó chạy về bên tay trái thì phải kèm người ta lái phía bên phải. Có những cái lâu ngày nó mòn thắng hay nó mòn cái hệ thống alignment đó, nó nghiêng về bên phải, mình phải canh lại phía bên tay trái để cho nó chạy được thẳng. Thì cũng tương tự như vậy, cái quân bình, cái thăng bằng đó là cái tự mình biết. Tự mình biết. Nếu mà mình tinh tấn quá, cái gì mình cũng muốn làm hết, và cái tinh tấn nhiều quá thì nó sẽ làm tâm mình không được yên tĩnh, nó không được yên. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình nó thụ động quá thì mình phải tìm cái gì đó cho nó bận rộn một chút. Thì cái yên và cái bận rộn đó là chỉ có mình biết ở mức độ nào vừa phải.
Và nếu mà mình không biết thì khó ai biết cho mình được. Thật ra hãy tìm giáo pháp ngay trung tâm để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình. Cái quân bình hay không quân bình, cái tự mình biết. Chứ mình không thể nào mà, giờ mình không thể nào mà mình lấy một cái gì đó mình nói ô làm cái này tốt, tốt 100% không phải vậy. Dạ, tốt 100% không phải vậy. Ngay cả ví dụ như là người ta nói trái bưởi ăn rất là tốt, nó tiêu mỡ, nó tiêu cholesterol, nhưng mà có những trường hợp không nên ăn bưởi. Dạ, không phải trường hợp nào ăn bưởi. Và thậm chí có nhiều người ăn bưởi thì bao tử bao trọt, tự mình phải biết. Thì đó, ngày khuyên là trong cái việc tu học, học giáo pháp và hành giáo pháp, thì mình phải trở về chính mình và mình dùng cái sự lắng nghe với thân của mình để đo lường coi điều đó nó thích hợp hay không. Ở trong câu 21, thưa quý vị, chỉ có một điều thật sự kỳ diệu, đó là sự kỳ diệu của giáo pháp. Những sự kỳ diệu khác chẳng qua là thuật cáo bài khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương quan trong đời sống con người, trong sinh tử và giải thoát. Câu nói này thật ra rất là khó để chúng ta hiểu hết. Con người mình đã thường bị lôi kéo về những điều kỳ thú, những điều kỳ diệu, những điều hấp dẫn trong đời sống. Ví dụ như là mình được đi đến một cái nơi gọi là thắng cảnh, mình đi đến một nơi gọi là kỳ quan, mình đi đến những nơi, hay là mình mua được một món đồ mình cảm thấy rất là thích thú, thì những cái điều mà gọi là quý, là hiếm, là kỳ diệu đó, đó chúng ta thường đi tìm cái vật ngoại thân của mình. Nhưng mà với một người đã thật sự thấm nhuần giáo pháp thì sự kỳ diệu chính là sự kỳ diệu của giáo pháp mới là sự kỳ diệu thật sự. Nhiều năm về trước, thưa quý vị, chúng tôi có nghe một Phật tử ở chùa về đất chuyên làm một việc gọi là sở thích, đó là chưa kịp tiểu cảnh mà chúng ta gọi là cây bonsai. Thì vị này tâm sự với chúng tôi rằng cũng chơi bonsai đó, mà có người thấy người khác làm mình bắt chước làm, nhưng mà đem cây nào cũng chết hết và không làm ra cây nào, ra cây nào mặc dù người đó có tiền. Thì câu trả lời rất là đơn giản rằng người đó họ bỏ tiền ra mua bonsai, bỏ tiền ra mua những dụng cụ, nhưng mà thật ra họ không để tâm hết. Dạ. Nó chỉ là một thứ tiêu khiển ở bên cạnh nhiều thứ khác trong cuộc sống, và do cái sự hờ hững của họ đó mà khiến cho cái tay nghề của họ nó không được tinh luyện. Những ai mà chơi bonsai đến mức độ mà thấy rằng cái chơi bonsai thật thật kỳ diệu, cái bonsai đó là một lẽ sống, và họ chăm chút từng chút một thì họ mới đạt đến cái cảnh giới có chiều sâu, có chiều cao của nghệ thuật chơi bonsai. Thì thứ vì ở đây ngài Ajahn Chah nói rằng với một hành giả tu tập thì vị hành giả đó phải thấy được sự kỳ diệu của giáo pháp hơn tất cả sự kỳ diệu. Nếu không thấy đó, thì thật ra cái gì mà mình làm, cái gì mà suy nghĩ về giáo pháp chỉ là nửa vời. Và đó gọi là nửa vời, nó không đi đến đâu hết. Trước kia có một vị tu sĩ người Áo đang xuất gia, ngài Chan Cha, và vị này là một vị rất là giỏi về âm nhạc, và chơi được nhiều cái nhạc khí, nhạc cụ, và rất giỏi về nhạc cổ điển. Thì chúng tôi có đọc một cái bài viết của vị đó tự thuật lại khi mà đến gặp ngài Chan Cha đó, lắng nghe ngài giảng về thiền, và sau đó thì vị này tới gần ngài Chan Cha mới thưa ngài Chan Cha qua một vị thông dịch viên, là một nhà sư khác mà thông dịch. Thì vị này nói rằng: bạch ngài,
những pháp mà Ngài giảng con thấy rất là lý thú. Nhưng bản thân con là một người được đào tạo về âm nhạc từ nhỏ, và không biết Ngài đồng ý hay không, nhưng mà con thấy âm nhạc nó cũng rất là kỳ diệu. Âm nhạc nó cũng thăng hoa con người, âm nhạc nó cũng giúp cho con người được thanh thản. Ngài nghĩ sao? Thì Ngài chính cha Ngài không có phủ nhận, và Ngài cũng không có khen, Ngài cũng không nói vô, cũng không nói ra. Nhưng mà Ngài chỉ trả lời một câu rất là ngắn gọn rằng, âm nhạc có thể có nhiều cái hay, nhưng mà lắng nghe cái điều nhạc trong lòng lại là cũng được kỳ diệu. Lắng nghe cái điều nhạc trong lòng. Ở đây ý Ngài nói rằng, phải trong đời sống chúng ta, nếu gọi là những cái điều gọi là kỳ diệu, kỳ thú, những cái điều mà đáng để tán thưởng, điều đáng để chúng ta thích thú thì thú gì, nó có bao nhiêu thứ. Nhưng với một hành giả tu tập, hành giả mới thấy được cái sự kỳ diệu của giáo pháp. Ngay thưa vị, ngay khi mà chúng tôi sinh hoạt ở trong Phật pháp Bodhidharma này, thỉnh thoảng chúng tôi có được một cái nhận một vài vị mà họ đã có mặt ở trong sinh hoạt trong room nhiều năm, thì các vị đã nói rằng hồi con mới vào ở trong room Phật pháp Bodhidharma thì thật ra con không có thích lắm về những cái bài kinh ở trong chánh đạo, đọc nghe là sao. Nhưng mà bây giờ sao con đọc sách người ta biết, sao con không thích, con thích đọc những cái bài kinh ở trong tam tạng. Thì chúng tôi nghe cái chuyện người đó nói, chúng tôi rất là hoan hỷ, thưa quý vị. Bởi vì chúng tôi đồng ý rằng những cái bài kinh mà được dịch thẳng ở trong tam tạng đôi khi không hấp dẫn bằng những quyển sách người ta viết ở bên ngoài. Nhưng mà nếu một khi mà chúng ta thấm nhuần rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy ở đó rất nhiều được kỳ diệu. Thì tương tự như vậy, khi mà mình học pháp mà mình học ở trong kinh điển mình thấy quan hệ rồi, nhưng mà nếu chúng ta học được qua chính cuộc sống của mình, qua hơi thở ra, hơi thở vào, qua từ bước chân của mình, qua từ cái vui, cái buồn, qua từ những cái việc này, việc kia, đời sống, thì lúc bây giờ, lúc nào chúng ta cũng thấy được giáo pháp, và lúc nào cũng cảm nhận được sự kỳ diệu hết. Ở trong câu số 22, Ngài khuyên là hãy biến mọi việc làm của bạn thành làm giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp, sẽ nhìn vào bên trong mình. Nếu đã biết sai lầm, thì vẫn cứ làm, thì đó là phiền não. Có một quyển sách của chữ Tăng, đệ tử Ngài Thanh Sam, tất cả đều chữ Tăng ngoại quốc, Beginning to See. Thì Sư Giác Nguyên, Sư Tọa Khanh, Sư Cư Dịch là họ đã nghĩ như thế. Họ đã nghĩ như thế. Và cái đặc điểm của quyển sách này là ghi lại rất là nhiều bài viết của các vị tu sĩ ngoại quốc đến học tu học với Ngài Chân Cha. Cho họ kể lại rất là nhiều câu chuyện, nhiều giai thoại mà họ đã từng đến ở sống và tu tập Ngài Chân Cha. Đa số có những cái ghi lại về cái kinh nghiệm bản thân, mà những câu chuyện nó không đẹp như chúng ta nghĩ. Thường đó là những cái vụn về, thường là đó là những cái phiền não, nó là những cái vấp vấp, nó là những cái bất ổn ở trong đời sống bước đầu sự tu tập. Nhưng mà thay vì lên án chống đối những điều này, thì cái khéo Ngài Chân Cha là Ngài dạy tất cả mọi người nên dùng những điều đó để trở thành những đề tài của Phật Pháp, đề tài của quán niệm, đề tài của nhận thức. Và từ đó mình đứng dậy. Cái vấn đề của chúng ta, thưa quý vị, là chúng ta có miếng đất mà chúng ta không trồng, mà chúng ta đi làm thuê làm mướn cho người khác. Nhưng mà khi mình đi làm thuê làm mướn thì mình cày là cày đất người ta, cấy đất người ta, mà trong khi mình có đất không chịu cày ấy. Nghe thì dựng rất là vô lý. Nhưng mà với một người tu tập thì
những gì được nghe các vị pháp sư giảng, các vị thiền sư giảng, những gì được đọc ở trong kinh sách gọi là kinh điển, nó là một lẽ. Nhưng mà vị đó luôn luôn thấy được rằng, từ cái kinh nghiệm bản thân của mình, từ cái hơi thở ra vào của mình, từ những cảm thọ cổ lạc xã của mình, đó đều là những bài học lớn của giáo pháp. Và một lúc đó, thì vị này học được cái kinh nghiệm, học được những điều từ kinh nghiệm bản thân của mình. Khi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, thân phụ chúng tôi đi lính, và cũng có 4-5 năm mà chúng tôi sống ở trong trại gia binh, cái trục trại lính trước Bạc Lâm. Thì lâu lâu á, có những vị như là đại đội trưởng hay đại đội phó, hay là những vị sĩ quan, thượng sĩ, trung sĩ, họ đến gặp thân phụ chúng tôi để họ muốn ăn cơm chung hay là uống trà nói chuyện. Và chúng tôi nhớ là hồi xưa chúng ta hay uống trà bánh in, có cái phòng bánh in như vậy, rồi bánh in cắt ra rồi uống trà. Ở trong lính thì cũng phải là giàu có lắm, nhưng mà như vậy là hạnh phúc. Thì lâu lâu chúng tôi cũng nghe một vài vị sĩ quan họ kể những cái kinh nghiệm của họ. Họ nói rằng lúc mà chuẩn bị đi học thì khi vào trong trường võ bì thì mình học ở sách vở và ở lý thuyết, ở các vị huấn luyện viên, những vị sĩ quan cao cấp hướng dẫn. Nhưng mà khi được bổ sung hay được phái đến làm việc ở tại một cái đơn vị nào đầu tiên, thì mình mới bật cửa ra rằng những gì mà mình thật sự học á, mà áp dụng được nó không có nhiều, mà phần lớn là dựa vào kinh nghiệm. Khi mà cầm một đoàn quân mà đi hành quân á, thì thưa quý vị, cái lý thuyết thì nó chỉ một phần nhỏ thôi, mà phần lớn là đòi hỏi cái kinh nghiệm làm thế nào được về địa hình địa vật, làm thế nào biết tấn công, biết rút lui, làm thế nào mà biết lượng định được cái lực lượng của bên địch bên ta đúng cái chuẩn hết. Và phần lớn là học từ cái kinh nghiệm. Và các vị này nói rằng rất là khó để sử dụng cái lý thuyết để mà gọi là cái gì cũng dạy như vậy, mà cái chuyện ứng biến, chuyện tiến thủ nó phải dựa vào cái kinh nghiệm bản thân. Thì ở đây ngài Achancha đó, ngài nói rằng cái mà quý nhất ở trong đời sống chính là thực tại, chính là kinh nghiệm bản thân. Còn những cái lý thuyết nó chỉ là một cái thuật tráo bài khiến chúng ta xa lìa về thực tại. Bởi vì nhiều người trong chúng ta mặc dù rất là giỏi về lý thuyết, nhưng mà mình không đọc được những cái tín hiệu của Phật Pháp ngay trong đời sống của mình. Và đây là một điều rất là đáng tiếc. Bởi vì sao vậy? Không có một cái hệ thống tôn giáo, triết học hay tư tưởng nào ở trên thế gian này mà nhấn mạnh đến cái sự quan trọng là hãy đọc sự thật, ngay trên sự thật, ngay giờ phút này, ngay trên thân tâm của mình, giống như là chúng ta đã được nghe và học về Phật Pháp ấy. Phật Pháp nhấn mạnh điều rất là nhiều. Chúng ta đọc những bài kinh niệm xứ hay là quý vị nào mà trong thời gian qua mà được đọc những giáo trình ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Trung Bộ Kinh, chúng ta sẽ nhận ra rằng ở trong những cái lời dạy của Đức Phật luôn luôn ngài muốn đưa chúng ta trở về với hiện tại và biến mọi việc ở trong đời sống của mình trở thành giáo pháp, trở thành những quyển kinh, và đọc những cái tín hiệu, những cái sự ý nghĩa từ cái thực tại đó. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì hãy nhìn vào trong mình. Nếu điều đó là điều không tốt đẹp, điều đó là điều xấu, thì mình phải tự hỏi chính mình tại sao. Và nếu biết sai lầm mà vẫn làm thì đó là phiền não. Nếu biết sai lầm vẫn làm, đó là phiền não. Câu định nghĩa rất là thú vị, thưa quý vị. Và trong câu số 23, có tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp,
khó tìm thấy người nhớ và thực hành giáo pháp, khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy được giáo pháp. Điều này nó tương tự như trong đời sống, có hàng triệu, hàng vạn người đi buôn bán, nhưng mà không phải ai cũng như ông chủ Amazon hay chủ Microsoft hay chủ Apple. Những người thành công, những người tỷ phú thì không có nhiều. Không phải ai đi học mà cũng trở thành những học giả lỗi lạc. Đa số chỉ là phụ họa thôi. Không phải ai cũng biết đọc, biết lắng nghe giáo pháp, biết học giáo pháp từ trong chính đời sống của mình. Khó tìm thấy người lắng nghe giáo pháp, lắng nghe bằng tất cả tâm trung thực. Khó người nhớ và thực hành giáo pháp. Nhớ là cái gì mà học rồi, bây giờ mình đem áp dụng trong đời sống và có một sự kết nối giữa những gì dạy trong kinh và đời sống hiện tại. Ít có người thấy được điều đó. Khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy được giáo pháp. Bởi vì có đôi khi chúng ta có dịp đi đó, đi đây, ví dụ mình về các quốc gia Phật giáo chẳng hạn, thì chúng ta nên hiểu rằng như ở tại Thái Lan, con số chư vị tỳ kheo hơn 300.000 vị, ở Miến Điện thì hơn 500.000 vị. Di Lăng đi đâu cũng gặp hết, nhất là ở tại Miến Điện. Nhưng mà rồi điều đó không có nghĩa là tất cả đều là những vị thiền sư, những vị pháp sư lỗi lạc. Dạ. Chỉ có một số nào đó. Dạ. Nếu mà chúng ta so về tỷ lệ thì chúng ta mới hiểu câu rằng khó tìm thấy được người biết nghe, khó tìm thấy được người nhớ và thực hành giáo pháp, và khó được người nắm được giáo pháp và thấy được giáo pháp. Chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao một số lớn chúng ta thất bại. Tại vì cái số thành công không có nhiều. Do vì đối với mỗi mỗi chúng ta trên con đường thực hành giáo pháp, thưa quý vị, tương tự như là Albert Einstein, ông nói rằng nếu ở trong 10 lần mà suy tư mà 9 lần mình những kết luận sai và một lần hiểu sự thật, kể ra là cũng là may mắn rồi đó. Nghĩ rằng may mắn. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình tính 10 việc mà nó đúng hết cả 10 việc, không có đâu. Tính 10 việc mà đúng hết, cũng đúng 5 cũng là ít đó. Và đa phần là cái số người mà thật sự thấy, một số người hiểu, số người thâm nhập và số người lãnh hội thì số đó không có nhiều. Thì thú vị, hôm nay thì chúng tôi chỉ nói từ câu 17 tới câu 23 là bởi vì phần còn lại cũng trong phần giáo pháp thì chúng ta sẽ đề cập đến trong chương trình ngày mai. Nhưng mà chúng ta mong rằng những câu nói rất ngắn của Ngài Chân Cha, nếu chúng ta chịu khó suy tư, chịu có chiêm nghiệm và nhìn ở một góc nhìn nào đó, thì đó là những lời nhắc rất là có lợi ích cho cuộc sống này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi tiếp theo phần tụng kinh. Hôm nay thì chúng tôi cần một vị tụng kinh chứng Phạn và bị tụng kinh chứng Việt. Không biết Đại Đức Thầy Tri có mặt trước máy và tụng phần tiếng Phạn dùng cho được không? Nếu Đại Đức Thầy Tri có mặt trước máy thì xin thỉnh Đại Đức Thầy Tri khoan hỷ tụng cho phần tiếng Phạn, và sau đó thỉnh cô Thủy Duyên sẽ cô Thủy khoan hỷ đọc cho phần tiếng Việt, và chúng tôi sẽ trở lại nói một vài ý nghĩa liên quan đến kinh Châu Báu trước khi chúng ta chuyển qua phần tin tức liên quan đến đại dịch corona. Xin kính thỉnh Đại Đức Thầy Trị. Tôi kính đảnh lễ chư tôn đức thượng trưởng tử xin phép đọc bài kinh ra thánh sư ta. Văn thân là tô bát tha cha tát tha gat ta sát pháp. Baramiyo daso pa baramiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha paricca gete so chariya pachima pahwe yappa wakkam ting cha ting apinika manang bathana chariyam bodhi banlan ke ma ravichayam sap
Bạch như tay nha na pati quê thắng na qua lô cô ta ra thầm mê. Thì sắp tế bí mê phụ ta gô nê á hoa chi toa vệ xa lì yá tì sụ bạc. Kà răn ta rê sụ tì yá mà rá tình bà rì tăng kà rôn tô á yá sma á nàn đà thê lô. Uyá kà rôn na chi tăng u bà ta bê toa kô tì sá ta sá hà sê sụ chá kà hoa lê sụ đê hoa ta yá sá nam bà tì gàn hàn tì yánh chá vệ xa lì yám phụ rê. Roga mano sa do phê ka sam phu tan thị vi thang pa yang khi pa man ta ra tha pe si pa di tan tan pa na ma he. Yani tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni hua ya ni hua an ta li khe sa pe wa phu ta su ma na pa wan. Tu a tho pi sa ka cha su nan thu pa si tang ta sma hi phu ta ni sa me tha sa pe. Mẹ tăng ca rô tha ma nu si ya ba cha ya di wa cha ra to cha ha ran ti ye pa linh. Ta sma hi ne ram kha ta ap ma ta yang kin chi vi tăng y tha wa hu răng. Wa sa ke su wa yang ra ta năng pa ni tăng. Na no sa mang a thi ta tha ga te nai ram vi pu te ra ta nang ba ni tang he te na sa che na su wa ti ho tu kha yang vi ra yang. Ama tang ba ni tang ya da cha ya sa kya mu ni sa ma he to na te na tham me na sa ma ti kin chi ram vi tham me ra ta nang ba ni tang. Ê tê na sa chê na su wa ti ho tu yam bu ta se tho pa di wa na yi sa chi. Ma thi ma nan ta ni kênh nha ma ho sa ma thi na te na sa mô na vi cha ti đam vi tham mê ta ta năng pa ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa ti ho tu ye po ka la a ta sa tăng ba sa tha cha ta di e ta. Ni yu ga ni hon te te da khi nay ya su ga ta sa sa hoa ka. Ê tê su din na ni ma ha pa la ni đam vi sang ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa ti ho tu ye so pa yô ta ma na sa đàn hê na ni ka mi nô. Vô ta ma sa sa nam hi tê ba ti ba ta ma tăng vi gây ha la tha mu tha ni phu tinh. Phun cha ma na hi đam vi sang khê đa ta năng ba ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa ti ho tu ya thinh đa khi lô ba ta huynh si tô si cha. Chato phi qua te phi asam va cam bi yo ta thu ba mang sa puri sam qua da mi yo ariya sa cha ni a we cha pa sa ti ram bi sam khe da ta nang pa ni tang e te na sa che na su qua ti ho tu ye ariya sa cha ni vi pha qua yan ti ram phi ra pa nye na su de si ta ni kin cha pi te Anthu phu sa pa ma ta na te pa vang a tha ma ma di yan ti dham vi sang khe ra ta nang pa ni tang. E te na sa che na su va ti ho tu sa ha va sa da sa na sam va da. Ya ta ya su tham ma cha hi ta pa quan ti sa ka ya di ti vi chi ki chi tang. Ya si la pa tang va pi ya da ti kin chi cha tu ha ba ye hi cha vi pa mu to. Cha cha phi tha na vi a pha pho ka tum hi đam vi sang khe ra ta năng pa ni tăng. E te na sa che na su hoa ti ho tu kin cha phi so kam măng. Ka ro ti ba pa kang ka ye na hoa cha yu da che ta sa hoa pha pho so ta sa pa ti cha da. Ya pha pa ta di sa ba da sa vô ta hi đam vi sang khe ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa ti ho tu hoa na pa gom bê. Nhà tha phô sê ta kê ghim ha na ma sê pa tha ma sê minh ghim hê ta thu ba ma ngam ma hoa răng. A đê sa yi nê pa na ga minh pa ra mang hê ta lê đâm bê phô thê ra ta năng pa ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa ti ho tu hoa đô hoa răng nhô hoa đa đô hoa đa ha đô. Anu ta ro tham ma wa rang ha de sa yi dham vi pu te ra ta nang pa ni tang. E te na sa che na su wa ti ho tu ki nang pu ra nang na wang na ti sam pa wang. Vi ra cha chi ta ya ti ke pa wa sming te ki na vi cha a vi run hi chan da.
Nếp bàn thị thị đa dạ thả dâm bà đi bôi đâm bì sang khê đa ta năng bà ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa tư hô tư gia ni ta phụ ta ni sa ma gà ta. Ni phụ ma ni hoa ya ni hoa an ta lê khê ta thả gà tăng đê vô ma nô sa phụ chi tăng. Bồ thăng na ma sa ma su hoa tư hô tư gia ni ta phụ ta. Ni sa ma gà ta ni phụ ma ni hoa ya ni hoa an ta lê khê ta thả gà tăng đê vô ma nô sa phụ chi tăng. Tham mang nama sa ma su hoa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa ma nu sa bu chi tang sang khang nama sa ma su hoa ti ho tu. Con đã đọc xong một kinh nghiệm của Tây Ma Sư Tăng. Kính thỉnh cô trợ viên tiếp tục cái phần việc này. Dạ, sa thú lành thay, kính tri ân đại đức Từ Trì. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính tri ân ngài Giác Đẳng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và thân chào các thiền nam chánh nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc bài kinh Châu Báu bằng tiếng Việt. Lăng Già Nguyệt post bài dùm Tuệ Duyên. Tại vì Tuệ Duyên không có bài kinh ở bên ngoài, cho nên Tuệ Duyên chỉ nhìn trên màn hình mà đọc. Alo. Lăng Già Nguyệt có nghe âm thanh của Tuệ Duyên không ạ? Lăng Già Nguyệt post bài dùm. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, Tuệ Duyên đã thấy rồi. Tôn giả anh đã với từ tâm vô lượng trì tụng kinh Châu Báu suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành Quế Xa Ly, niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại thi xả, ba hạnh nguyện đồ sanh, trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát, khổ hạnh nghiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh Châu Báu y lực tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật cùng phi nhân quay nhiều. Trong thành Quế Xa Ly thấy điều được tan biến, chúng đệ tử nhất tâm trì tụng kinh Châu Báu. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hương, phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tử tôi thường, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp
là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm tự là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tu. Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chinh chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vị bôn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đấng thiện thể được tri già tan thang, cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vị chinh tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự hành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chương chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tịch tịnh. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vì như cột trụ đa kheo chuông chặt xuống đất, dù bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đế, cũng tự tại bất động. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Alo alo, sao tự nhiên không thấy bài nữa ha? Dạ chắc tới đây là hết rồi phải không ạ? Alo alo. Dạ con đã đọc tới đoạn số 7 mà con không thấy Lăng Già Nguyệt bóp tiếp ạ. Dạ bây giờ con xin xuống mic, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với đạo tràng. Dạ con đọc tới đoạn 7 ạ. Dạ dạ, dạ là cũng thấy rồi. Dạ bây giờ con xin đọc tiếp đoạn 8. Tại vì cái văn thoát nó bị đứng. Alo alo, dạ dạ, rồi rồi, con thấy ra đoạn 8. Bậc thanh tu đà hường chứng tri, chứng tri lý thanh đế, được đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phong vật thì cũng không xa, thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chinh tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiên và hoài nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đọa sư, bậc nhập lưu không tạo,
sao bất thiện trong nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu mộng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bậc thanh tu đà hường. Dù vô tâm phạm lỗi bằng thân hay bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền trí, được xưng danh hiền thanh. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu mộng với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lợi ích chung hữu tình vì như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mộng ơi chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng bạn vô pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp trong sạch, trong sanh hữu đời sau bởi tham muôn đã đoạn. Các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đạo vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tụ thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh Gautama Xích Thát thì rồi. À, bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với đạo tràng của chúng con ạ. Nếu con có điều chi sai sót, xin quý ngài miễn tình hỷ xả. Sao chúng kính chân để được chịu trì của sư cô thiền viên, bất chi đúng đức và thưa quý Phật tử. Chúng ta trong thời gian qua tụng kinh Gautama Sutta có một đặc điểm mà ở trong sớ giải có đề cập đến, và nó cũng là một điều để chúng ta suy niệm khi mà đề cập đến ý nghĩa của bài kinh này. Trước hết là ở trong cái cách tụng đọc thần chú cũng như cách lễ bái đó, thì chúng ta đặc biệt có cái chữ ôm hay là chữ nam mô, chữ ôm hay là chữ án, Hán Việt thì đọc là án, giống như án mani bát mi hum, án mani bát di hồng, hay là ôm mani bát mi hum,
Om Shrim Surpa Swaha chẳng hạn. Thì cái chữ ôm hay chữ án nó có nghĩa là hợp nhất. Hợp nhất. Và ở trong Phật giáo đó, thì ít dùng chữ ôm mà dùng chữ Namo. Namo, yeah, Namo hay Namo. Như chúng tôi có lần trình bày đó là Na là nước, Mô là đất, Namo tức là sự kết hợp giữa đất và nước. Đó là một cái sự kết hợp mà để cho những hạt giống lành sinh sôi nảy nở. Ở trong kinh chữ Hán có câu là năng lễ, sở lễ, không tận. Năng lễ là cái tâm của chúng ta. Và sở lễ là cái đối tượng thành kính. Như là Phật, Pháp Tăng chẳng hạn. Thì cái sự kết hợp giữa năng lễ và sở lễ đó tạo nên một cái năng lực. Thì ở đây quý vị, theo ở trong kinh đó, thì những năng lực lớn đó là ở một cái đỉnh điểm cao mà nó kết hợp của nhiều cái năng lực. Thì riêng ở trong bài kinh này đó là sự kết hợp giữa của ba cái năng lực là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thật ra thì về điểm này, những ai mà có một cái suy niệm sâu xa thì chúng ta sẽ thấy rằng không thể nào mà mình hiểu được giá trị của Phật Bảo nếu chúng ta không hiểu giá trị của Pháp Bảo. Cũng giống như là mình không thể đánh giá được ông thầy giỏi hay dở nếu mà chúng ta không hiểu lời dạy của ông thầy. Hay là chúng ta không thể nói vị thầy thuốc hay nếu chúng ta không có biết cái phương thuốc mà vị thầy đó đưa ra. Không có vị thầy nào mà thầy thuốc giỏi nào mà không có một cái phương lương dược, một phương thức tốt hết. Thành ra cái giá trị của Phật Bảo được chúng ta nhận thức qua giáo pháp. Và cái giá trị của giáo pháp được nhận thức qua sự thực hành của giáo pháp. Sự thực hành giáo pháp. Ví dụ như là nếu mà giáo pháp Đức Phật là giáo pháp từ bi, mà ngày nay có những người Phật tử bạo động, có những Phật tử giết hại người khác, mà Phật tử khác cũng hoan nghênh sự bạo động đó, thì như vậy giáo pháp Đức Phật không phải là giáo pháp từ bi. Giáo pháp từ bi cho đến khi nào mà có những con người được trưởng thành trong giáo pháp đó, thấm nhuần giáo pháp đó mà vẫn giữ được cái tâm từ bi như vậy. Thật ra khi mà chúng ta nói đến ba cái năng lực màu nhiệm của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đó, thì thứ vị giống như là ba cái gốc của một cái viên kim cương. Thấy là ba nhưng thật sự chỉ là một, không thể tách rời được. Không có ai mà cảm nhận được giá trị của Phật Bảo mà không có hiểu giá trị của Pháp Bảo. Và hiểu được giá trị Pháp Bảo mà người đó không hiểu giá trị của Tăng Bảo. Chúng ta phải có đủ cái sự cảm nhận, có đủ sự hiểu biết để thấy rằng tuy ba là một, và cái sự tổng trì hay sự kết hợp của ba năng lực Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo tạo nên cái năng lực của lời kinh này. Thì đó là một ý nghĩa chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử liên quan tới kinh Ratana Sutta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì xin được bước qua phần tiếp theo của chương trình, đó là những giây phút sau cùng chúng tôi có một vài cái chia sẻ thông tin về đại dịch Corona. Thưa quý vị, hôm nay có một cái con số mà chúng ta được biết là có 3.6 triệu người ở trong tuần vừa qua đã nộp đơn xin việc thất nghiệp ở tại Hoa Kỳ. Ở trong 6 tuần lễ vừa qua đó, tổng cộng cái số người mà xin thất nghiệp của Hoa Kỳ lên tới 30 triệu người. Dạ, cho 6 tuần lễ, tức là trung bình một tuần có 5 triệu người, nhưng mà có thì ít khi nhiều, nhưng mà bình quân là 5 triệu người, tổng cộng được 60 triệu người. Đó là một con số rất lớn, và rất lớn. Có thể nói rằng kinh tế đang đối diện với những điều rất là khó khăn, và do đó cũng là lý do tại sao mà người ta cố gắng để mở cửa lại các cơ sở thương mại, mặc dù chưa có một cái phương thức chống ngừa cũng như là một thuốc trị coronavirus. Thì cái việc mà mở cửa đó, nó khác biệt ở từng tiểu bang và từng thành phố
Do vậy khi mà chúng ta đọc kinh Đức bây giờ đó, thì chúng ta cố gắng rất là cẩn thận, là bởi vì có những cái kinh Đức của chính phủ liên bang mà nó không được áp dụng ở tất cả các tiểu bang. Có những kinh Đức của tiểu bang nhưng không phải áp dụng trong tất cả thành phố. Ví dụ như là từ ngày hôm nay ở tại Harris County, nơi mà chúng ta ở đó, chỉ riêng quận Harris thôi, thì tất cả những người đi vào đi đó đi đây đều phải mang khẩu trang. Nhưng cái luật đó không áp dụng ở tại Tin, ở Fairfax County, ở Jefferson County. Thì như vậy đó là chúng ta nghe là phải cẩn thận. Dạ, phải cẩn thận. Ở chung cái chung nó cũng có cái riêng. Có gì biệt ở nơi này không nên nơi khác, chứ không nên nghĩ rằng tất cả mọi nơi đều giống nhau. Và thưa quý vị, cũng nói thêm một điều là những gì mà chúng ta nghĩ đến một cái gọi là bình thường ở trong tương lai đó, thì nó thật sự không hẳn là bình thường như chúng ta nghĩ đâu, mà nó có một phần nào đó nó giống như trước đây, nhưng mà cũng một phần nữa khác biệt. Và chúng ta ngoài chuyện thích nghi thì chúng ta cần cố gắng để tìm hiểu và cố gắng để có thể làm theo cái chung, chứ đừng có bực bội khó chịu làm căng thẳng đời sống tinh thần của chúng ta. Phải nói rằng ngày hôm nay quý vị có rất là nhiều điều mà nó không giống cuộc sống chúng ta trước kia. Và ngay cả câu hỏi rằng khi nào mình mới trở lại hoàn toàn bình thường, thì câu trả lời vẫn rằng chưa có ai biết rõ. Dạ, chưa ai biết rõ thế nào. Cũng có nhiều người thì không ngại mạo hiểm, cứ liều lĩnh, cứ dấn thân tới đâu hay tới đó. Người ta mở cửa thì mình của mình đi lại. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thấy đó, thì vẫn có những con số rất hạn chế. Thí dụ như tại tiểu bang Texas, người ta mở cửa lại các nhà hàng, nhưng mà với yêu cầu là chỉ có 25% cái số người bình thường là được vào trong. Thí dụ như là khi mà nhà hàng mở cửa thì họ xin giấy phép của thành phố để trong cái nhà hàng đó đó, chứ nhà hàng A chẳng hạn, thì có được bao nhiêu người khách có thể ngồi tối đa. Thí dụ tối đa là 100 người khách, thì bây giờ thì dựa trên con số 100 đó, mình chỉ được quyền vào trong nhà hàng đó 25 người, tức 1/4 số người thôi. Và chúng ta phải lưu ý. Và vì vậy nó có những cái rất là bất bình thường. Nhà hàng thì trống, nhưng mà không phải là vào đầy nhà hàng như trước kia. Và có nhiều trường hợp đó, thì chúng ta cũng phải nhường chỗ cho người khác để vào nhà hàng. Và khi ngồi thì cũng phải giữ khoảng cách như thế nào đó theo cái luật định. Như vậy là phải thích nghi. Ngay cả một chuyện rất là đơn giản thôi. Vì trong nhiều năm trước đó, thì hãng Apple khi họ chế ra cái iPhone đó, thì họ bỏ đi cái gọi là cái fingerprint reader, tức là đọc cái vân tay của chúng ta. Vì sự đưa vân tay mà họ dùng một cái gọi là face recognition, tức là nhận được diện mạo, nhận được khuôn mặt. Mình chỉ đưa lên là nhận được khuôn mặt. Bây giờ người thấy rằng đây trở thành một vấn đề, bởi vì khi người ta mang khẩu trang á, thì thật ra cái điện thoại nó không nhận ra chúng ta nữa. Mà mỗi lần chúng ta muốn khởi động lại cái máy bình thường và tháo khẩu trang xuống thì nó cũng là vấn đề. Và mỗi lần trở lại mà chúng ta phải bấm cái mật mã đó, thì có người 4 số, có người 6 số, thì nó cũng là một sự bất tiện. Nhưng mà nó cũng là một điều mà tất cả chúng ta phải thích nghi, chứ chúng ta không thể nào mà đòi hỏi nó giống như trước kia được. Trên hết và sau hết đó, thì chúng ta cũng phải nhắc một điều rằng nếu chúng ta không có một cái thái độ uyển chuyển đầy đủ đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong thực trạng căng thẳng. Căng thẳng đó là người Mỹ gọi là stress, người Việt Nam gọi là stress. Stress là cái thái độ căng thẳng, và căng thẳng lâu ngày đã ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều. Mình dễ cáu kỉnh hơn, dễ bực bội hơn, đâm ra bi quan hơn. Thì về trường hợp này, mỗi người chúng ta phải tự chăm sóc chính mình. Chúng tôi ở chùa, thưa quý vị, có một vài trường hợp mà chúng tôi được biết là những người Phật tử thân nhân mất ở trong hoàn cảnh hiện tại họ gặp khó khăn. Có Phật tử đó, họ bị lây nhiễm, họ cũng gặp khó khăn. Và thân nhân của những người bị lây nhiễm gặp khó khăn. Nhưng một cái khó khăn lớn là đến tinh thần. Nếu chúng ta chịu khó chấp nhận
đây không phải là một chuyện riêng, mà là chuyện chung của tất cả mọi người. Và chúng ta phải ráng ẩn nhẫn, ráng an nhẫn, dùng chữ an nhẫn tức là chấp nhận, chịu đựng cho đến khi mà đại dịch đi qua hoàn toàn, tức là có chủng ngừa, có thuốc trị thì chúng ta thoải mái trở lại bình thường. Thì ít nhất là mình nhìn, trong cái nhìn của Phật Pháp đó là như hồi nãy chúng ta nghe câu chuyện của Ngài Chân Trang Ngài viết đó, là ở đâu cũng là giáo Pháp, cái gì mình cũng học được, quan trọng là cái thái độ của chúng ta thôi. Do đó chúng ta nên giữ một thái độ đủ quyến chuyển, đủ mềm mỏng, đủ thích nghi. Để làm gì? Để chúng ta không bị căng thẳng, để chúng ta không bị phiền não, để chúng ta không gây khổ cho người thân của ở chung quanh mình. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma. Xin được thân chào kính đảnh lễ chư tăng và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng trợ nhân nhau, đương nhau để giữ được đời sống tinh thần được tốt đẹp, đủ cái nghị lực cho sự an nhẫn vượt qua đại dịch này. Và cũng đó cũng là một cách góp phần thiết thực cho sự an mạnh của những người chung quanh. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Yani thabuta ni samagata ni bumma ni vaja ni vanta lekhe sape vaputa sumana pavanto thobi sakate sunantu pasitam tahi puta ni sametta sape metam karo thamanu siya bacha yadi vachara Tu ta hi ne ta ka ta ta ma ta yan kin chi ve tang ni ta va hu dang va sa va yang ra ta nang va ni tang nan mo sa mang na ti ta tha ga te ngai ram vi bu te ra ta nang va ni tang e te na sa che na su va te mo tu kha yang vi ra gang ma tang va ni tang Yada-chaga-sa-kya-muni-sa-ma-hi-to-na-te-na-tham-ne-na-sa-ma-ti-kin-chi-dam-vi-tham-ne-na-ta-nang-va-ni-tang-e-te-na-sa-che-na-su-va-ti-ho-tu-yam-bu-ta-se-tho Nasamo-na-vi-cha-ti-dam-vi-tham-me-ta-ta-nang-va-ni-tang E-te-na-sa-che-na-su-va-ti-ho-tu-ye-pu-ka-la-at-sa-tang-va-sa-tha Cha-ta-ri-e-ta-ni-yu-ga-ni-hon-ti-te-ta-ki-ne-ya-su-ga-ta-sa-sa-va-ka E-te-su-din-na-ni-maha-pa-la-na-i-dam-vi-sang-khe-ta-nang-va-ni-tang E-te-na-sa-che-na-su-va-ti-ho-tu-ye-su-pa-yo-ta Manasa-dang-he-na-ni-ka-mi-no-go-ta-masa-sa-nam-hi-te Bhati-bhata-ma-tang-vi-gay-hala-tha-mu-tha-ni-pu-ting-un-cha-ma-na-i-dam-vi-sang-khe-ra-ta-nang-va-ni-tang E-te-na-sa-che-na-su-va-ti-ho-tu-ya-thing-da-khi-lo Bhata-vi-si-to-si-ya-cha-to-pi-gwa-te-pi-a-sam-ba-kam-vi-yo Tathopamangsa-puri-sang-vada-miyo-hariya-sa-cha-ni-ya-ve-cha-ta-sati-dam-vi-sang-khe-ratanang-vani-tang-e-te-na-sa-che-na-su-va-ti-ho-tu-ye-ariya-sa-cha-ni-vipa-va-yanti-dam-pi-da-bai-nye-na-su-de-sita-ni-kin-cha-pi-te-hon-tu-pu-sa-pa-mata Nate-pa-vang-a-tha-ma-ma-di-yang-ti-dam-vi-sang-khe-ra-ta-nang-pa-ni-tang E-te-na-sa-che-na-su-va-ti-ho-tu-sa-ha-va-sa-dat
sanh sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pho quang ti sa ca ya di ti vi chi ki chi tang cha si la pa tang vo chi cha cha tu ha ba ye cha vi pa mu to cha cha phi tha na ya pa po ca tum vi dam di sang khe lang ba ni tang ê tê na sa chê na su hoa thế hồ tu kim cha phi sô cam măng ca đô thế ba bắc căng ca di hoa cha cha chê ta sa hoa pa po sô ta sâm pa tê cha đa pa pa ta di sâm pa đa sa vô ta y đâm vi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sa chê na su hoa thế hồ Wana bagumbe jatha pusita ke himha lamase bakamas mingim he tatu bamang tham mawarang ade saini panagaming paramang itajay dambi buthe ratanang banitang ete na sache na suwati ho tuwaro parang yu warado warahado anu taro tham mawarang ade saini dambi buthe ratanang banitang ete na sache na suwati ho tuhi nang huranang nawan na tisam pawang warat chitta yatike pawasmin dehi na bicha avidun chanda nipanti thida yathayam badi boidam visangheta tanang bang ete na sache na suwati ho tu yani taputa ni samagata nipumma ni vaja vantalikhe tathagatam devo manu sabuchitam bodham namasama suwati ho tu yani taputa ni samagata nipumma ni vaja vantalikhe tathagatam devo manu sabuchitam Hammang namasa masuwati ho tu yani taputa ni samagata ni pumma ni vaja ni vantalikhe tathagatam deku manu sakuchitam sangham namasa masuwati ho tu